Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên, mai ông gia đình viên nguyện con không thể quên. Mai ông gia đình. Quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đúng quý vị, chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ngay bây giờ Quỳnh Linh sẽ mời hai vị khách mời rất là đặc biệt và quan trọng đối với những gia đình, bởi vì họ sẽ hỗ trợ gia đình ngày hôm nay vượt qua những thử thách của chương trình. Thưa quý vị, đó chính là siêu mẫu Võ Hoàng Yến và diễn viên Hải Nam. Chào siêu mẫu Hoa Hoàng Yến. À, chào anh Quỳnh Linh và xin được chào tất cả khán giả đang có mặt trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt ngày hôm nay, cũng như là khán giả đang theo dõi truyền hình. Công việc của bạn hiện nay là gì? Dạ thưa anh và thưa quý vị, thì công việc hiện nay của Hoàng Yến là một người mẫu, cũng như là một gọi là coach cho các bạn, các em nhỏ, là một giáo viên đứng lớp cho các em mà muốn có nhu cầu được học làm người mẫu thì đến với em. Em là một fan của anh. Wow. Và nói là chương trình nào của anh em cũng theo dõi hết, và đặc biệt là anh luôn luôn góp mặt trong những cái chương trình mang cái tính chất thiện nguyện như thế này. Và cá nhân em thì khi mà mình nghe cái tên chương trình là Mái Ấm Gia Đình Việt thì điều đầu tiên trong đầu em hiện ra đó chính là mình sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình khó khăn. Và đặc biệt là mục đích của chương trình lần này đó chính là giúp đỡ cho các trẻ em mà không may mắn mất đi bố hoặc mẹ hoặc người thân trong gia đình, từ đó các em không còn đủ khả năng để có thể lo lắng cái tương lai của mình nữa. Chúng ta không nên bỏ lại các em đằng sau. Hay quá, cảm ơn Võ Hoàng Yến. Còn Hải Nam, bạn cảm nhận thế nào? Đầu tiên thì cho phép Hải Nam xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh, là chị Võ Hoàng Yến cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt ạ. Thực sự thì đối với em thì gia đình là quan trọng nhất đối với em, và cũng là một cái động lực để em phấn đấu. Và chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt này em cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Và khi mà được chương trình mời thì em lập tức là nhận lời ngay, bởi vì thứ nhất là nó ý nghĩa, và thứ hai là nó lại có anh Quyền Linh nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng ngày hôm nay các bạn sẽ cùng đồng hành với những gia đình đặc biệt để có thể hỗ trợ họ vượt qua những thử thách của chương trình để đến chiến thắng. Bây giờ thì Quyền Linh, Võ Hoàng Yến và Hải Nam xin mời quý vị đến với ba gia đình ngày hôm nay. Gia đình đầu tiên thế nào? Mời quý vị hướng về màn hình. Con tên chị Hoàng Tuấn, năm nay con 13 tuổi, con học trường hình văn nghệ, lớp 8-15. Gia đình con hiện tại là có 3 người, có con, ba con, với lại bà nội con. Ba là làm công việc chính, bây giờ là thu mua phế liệu, đi nhặt ve trái này kia bán lại cho người ta. Mẹ con mất từ hồi tháng 8 năm 2021 do bị nhiễm Covid. Thì trước vợ còn sống thì nói chung là vợ chồng thì cũng đùm bọc nhau, thì cũng đỡ chút đỉnh. Giờ một mình cũng lên đên lắm. Chiều nay có đi lấy hàng đúng không ba? Có. Sao không ba? Chuyện này thì hơi lùng hàng xuống dưới về hơi tối. Con cũng thường hay đi bộ để đi học, tại vì bây giờ xe đạp của con hư rồi, con không có muốn nhờ ba chở con đi học. Tại ba cũng nhiều việc lắm, con cũng cố gắng tới trường, con không có bỏ. Con
ghét mấy ngày trời mưa lắm. Tại vì mưa nó cứ dột nhà, mà gặp nhà con lúng cho nên là con phải lấy dễ lau lau chứ không là nó ngập nhà. Mỗi lần như vậy là cực. Gia đình anh Hòa rất khó khăn. Một mình cha mà nuôi tới mẹ già, nuôi tới con. Bây giờ bà mẹ già hở tiểu đường nè, huyết áp nè, uống thuốc mỗi ngày. Con mẹ hiểu con nhất trong gia đình nè. Mà bây giờ mẹ mất rồi, giờ ba cũng đi làm này kia nên bà không có hiểu con lắm. Con có giận ba nhưng mà giận ba ít hơn là thương ba. Tại vì giờ ba gánh vác việc nặng nhọc trong mình hết đó. Con mình ba lo cho gia đình nè. Con biết ba vất vả cực nhọc nhưng mà con cũng muốn phụ ba lắm nhưng mà con không biết làm thế nào. Mà cũng lúc mà nằm buồn buồn á, cũng rất khóc quá vậy. Tôi tưởng đâu năm nay nó rớt rồi, sợ nó bị sốc rồi nó mập rồi xong rồi từ từ mới phiên nó từ từ tưởng đâu rớt mà nhà đâu cô báo về mới lên lớp cũng mừng. Cũng ráng cha dốt rồi cũng còn con, cái gì cái cũng phải ráng lo cho nó ăn học lên nơi đến chốn chứ không có cho nghỉ được, sau này nó lớn nó lo bản thân của nó. Con muốn con tự lập, con tự lo cho bản thân mình được, không có cần ba lo. Con muốn là người thay ba chăm sóc cho nội để cho ba bớt đi cái nỗi lo trong lòng. Con muốn gia đình được bớt nhiều nỗi lo để gia đình được nhiều hạnh phúc hơn. Chào anh, chào mấy con. Dạ, dạ anh chào chú. Mình là có hai người con anh hả? Dạ. Một gái một trai. Một gái một trai. Lúc mà chị còn sống thì chị làm công việc gì anh? Nói chung ở nhà cũng lo về rồi chạy búa này kia, công việc nhà cũng làm tóc ở nhà không à. Ở nhà, rồi chị mất đi là để lại một mình anh phải lo công việc gia đình như thế. Dạ. Vừa là cha, vừa là mẹ luôn, và vừa dạ. là trụ cột trong gia đình nữa. Dạ. Rồi hiện nay thì vừa lo cho gia đình như vậy, có những buổi anh làm không có tiền như vậy thì tiền đâu mà trang trải cuộc sống anh? Nói chung cũng mượn nợ. Mượn này mượn người ta cho tỷ mượn 2 triệu rồi góp rồi này kia rồi cũng lo cho gia đình. Mượn góp rồi luôn hả? Dạ chứ giờ. Rồi con bạn học chung lớp với... Dạ đúng rồi. À. Hôm nay là em con lớp 9 rồi. Hôm nay có những vấn đề là tụi con cần phải cố gắng lên trong chương trình này nè để vượt qua những thử thách của chương trình. Có gì là cô Yến với lại chú Nam sẽ hỗ trợ gia đình ha. Đầu tiên nếu như mình có tiền nhiều chút xíu á thì mình sửa lại cái máy tôn ở nhà. Máy tôn thấy nó dột hết trơn rồi, xung quanh gần như là nó nát hết trơn rồi. Thôi, chúc gia đình ngày hôm nay sẽ thành công. Dạ. Dạ. Và bây giờ Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ gia đình thứ hai. Mời quý vị hướng về màn hình. Tôi tên là Nguyễn Phát Thịnh, ở hiện tại đang học lớp 7A3. Con ngủ dậy con thấy cha về rồi, cha ăn xong chút cái cha ọc ra rồi đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói là ngừng thở rồi. Là không có tiền luôn á, như là anh chị em đầu này kia cái vận động á, lại để lấy cốt của bà Thịnh nữa. Lúc trước thì mình thấy cha chở đi mua và đi học, chở mua sách vở rồi. Cha mới dạy cái là chưa cha mất à? Lúc đó con không tin, tới lúc mà 100 ngày mới tin.
Năm vừa rồi thì ba của Thịnh mất vì Covid. Hiện giờ thì Thịnh là đang sống với mẹ. Tôi tên là Lý Thị Trân. Hiện công việc tôi đang làm là đi giúp việc nhà. Tháng được 5 triệu. Ăn uống gói ghém tháng cũng 5-6 triệu hơn. Bệnh viêm son với lại thoái hóa đốt sống cổ với mỡ máu. Em không có tiền, rồi chỗ em giúp việc nhà người ta cho tiền em đi khám bệnh. Cho Thịnh nó học với lại đi khám bệnh lấy thuốc uống cho mình có sức khỏe để lo cho con. Những lúc đau quá, nhức quá, sợ nói nằm nói với Thịnh đó, mẹ chỉ sợ là mẹ không có đủ sức khỏe để mà sống mà lo cho con. Mẹ tội con, giờ không có ai để lo cho con. Nói thôi, mẹ đừng nói vậy, để mai mốt con gán học rồi con làm con lo cho mẹ, đi trị bệnh cho mẹ. Mẹ sống với con, có hai mẹ con rồi. Mẹ đừng nói với con sợ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến hình ảnh không thể nào cầm lòng được. Tôi biết chắc chắn rằng bây giờ quý vị cũng đang rơi những giọt nước mắt với hoàn cảnh của gia đình ngày hôm nay. Chị ơi, chị là dì của gia đình này vậy? Dạ, em là em của chị, là dì của Thịnh. Là em ruột đó hả? Dạ, em họ. Em họ đó hả? Hoàn cảnh gia đình chỉ có hai mẹ con tôi thủi trong nhà vậy dạ. Hả? À, mất hồi tháng mấy? Dạ, ngày 27 tháng 7 năm 2021. Ảnh làm công việc gì chị? Dạ, làm thuê trong chợ đầu mối. À, làm thuê đó hả? Rồi Thịnh bên nội bên ngoại mình có gần nhà đó không con? Bà ngoại mất rồi, ông ngoại cũng mất rồi. Còn có bà nội à, bà nội ở dưới quê. Quê đâu con? Dạ, ở Trà Vinh. Rồi con có về dưới thăm bà không? Dạ, một năm con về một hai lần. Hồi đó ba còn sống đó, ba hay thường hay nói con về việc gì là quan trọng nhất? Dạ, kêu cố gắng học. Thì chị mong muốn điều gì ở Thịnh hả chị? Thịnh cố gắng học để mà sau này có tương lai tốt hơn, không có được, không có như mà cha với mẹ mà không có học ít rồi không có được đi làm, rồi đi làm những công việc nặng mà tiền ít đồ á, để sau này học, Hà Thịnh học giỏi lên rồi có tương lai hơn cha với mẹ. Bây giờ con là niềm tin quan trọng nhất của mẹ con đó, cố gắng lên Thịnh nha. Và một lần nữa chào đón gia đình thứ hai đến với Máy Ấm Gia Đình Việt. Thế bây giờ tôi xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình để làm quen với gia đình thứ ba. Ba em đi. Học tới mấy giờ vậy? 4:30. Ráng nghe cô giảng bài học nghe tốt nha. Dạ dạ. Ngoại đi học. Ráng đi học cho con rồi đi cho cẩn thận nha. Dạ dạ ngoại. Khé cổ rồi đó. Gia đình con gồm ba thành viên. Anh hai con tên Tàu Nguyễn Lâm, năm nay 31 tuổi. Anh ba con tên Tàu Nhất Vận, năm nay 26 tuổi. Còn con tên Tàu Nguyễn Doanh, năm nay con 14 tuổi. Mẹ thì mất hồi 7 năm trước, tại mẹ bị bệnh. Còn ba thì vừa mới mất hồi đợt Covid năm ngoái, hồi tháng 8. Bình thường thì xe con hư con sẽ đi bộ đi học. Đi bộ cũng mệt lắm nhưng mà vui. Tại vì đi bộ mình có thể nhìn khung cảnh xung quanh đó, từ từ và tận hưởng những thứ đẹp đẽ trong lúc đi bộ. Đồ con thì con mặc đồ của 2 năm trước. Năm nay con chịu khó vặn để không phải tốn tiền gia đình. Dạ alo. Dạ chị ơi, em mới nhận đơn hàng của chị á chị. Giờ khoảng 15 phút nữa đó em giao tới cho chị nha chị. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Dạ.
Em tên là Tào Nhúc Vận, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại công việc của em đang chạy xe giao hàng cho các ứng dụng. Trên công việc thì cũng có ngày nắng, ngày mưa. Ngày nắng thì đỡ hơn chút, còn ngày mưa thì cũng vất vả. Mưa lớn thì có đơn thì em bận có mưa em chạy, còn lúc mà không có đơn ngồi chờ đợi thì em phải kiếm mấy hiên nhà để em núp. Ước mơ của con sau này sẽ làm đầu bếp. Đôi lúc con thấy buồn hay mệt mỏi, con nấu ăn thì con thấy nó vui lên, nên con thích làm đầu bếp. Nè anh bà xuống trường. Hiện tại thì con đang sống trong một căn nhà nghiêng, cũng khá nguy hiểm nên con cũng hơi sợ. Nhà của em ở 2009, mưa gió thì bị dột nước. Với lại tụi em ngủ thì có mưa to là văng nước vô người vậy. Ba anh em nói đừng có chơi dơ. Thành ra tôi thấy như hàng xóm vậy á, đi đâu nó cũng kêu hoài hoài. Tôi thương tụi nó lắm, mấy anh em nó hiền lắm. Chú ơi, rất là hiền. Từ thằng anh cho tới thằng em. Thấy là một cô cha, cô mẹ mà không bao giờ quậy, không bao giờ phá. Đứa thì đi mặn ăn, đứa thì đi học, đứa thì nuôi em vậy thôi. Ba mất rồi nó bươn chải nó nuôi em. Lúc mà hai thằng này đi học thì ổng mới kêu thôi để thằng Bi sau này, cho thằng Bi sau này nghỉ học. Ba nó kêu không có tiền, không cho nó đi học. Cái xong cái tôi không có chịu. Tôi kêu bây giờ là bằng mọi giá anh phải kiếm cho nó một cái trường. Nếu không đủ khả năng thì học cái lớp ban đêm cũng được, phải cho nó đi học. Thì lúc đó tôi cũng làm dữ lên. Tôi kêu nếu mà anh mà không cho nó đi học, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Nói chung là em cũng ít có tâm sự với ba. Mày đàn ông mà. Em cũng có nói có tiền này kia đồ dẫn ba đi ăn mấy món của người Hoa. Nhưng mà chưa làm được. Hiện tại con cũng nhớ ba lắm. Nhớ những lúc mà tốt đẹp nhất ba già dành cho con. Để con cố gắng tiếp tục trong những việc học tập hoặc cuộc sống của bản thân. Đối với con, một gia đình hạnh phúc, mái ấm bình yên là một gia đình có đầy đủ những thành viên. Nhưng hiện tại gia đình con không còn chồng bạn nữa. Nhưng mà anh em con vẫn yêu thương gia đình một nhau để hạnh phúc hơn trước. Để cho ba bạn yên lòng. Xong đoạn phóng sự rồi, chắc chắn mọi người trong chúng ta đều nghẹn ngào xúc động. Một gia đình không trọn vẹn lắm, giống như con vừa mới nói. Nhưng ở đó, ba anh em đùm bọc, yêu thương lẫn nhau. Ở phía trong kia, chị Võ Hoàng Yến khóc quá trời luôn. Sự là khi mà em coi cả ba clip của ba gia đình đó thì cảm xúc em nó bị dâng trào liên tục. Tại vì em biết đó là đối với bất kỳ một con người nào của chúng ta thì gia đình luôn là một cái nơi mà chỗ dựa vững chắc nhất. Mà bây giờ tất cả mỗi một gia đình trong này đều mất đi bố hoặc mẹ. Và đặc biệt gia đình thứ ba này thì không còn một cái nơi nào để nương tựa. Nhưng mà cái điều quý giá nhất trong em thấy đó chính là các em. Dù mình mất đi cái trụ cột gia đình, mất đi ba với mẹ, nhưng mà các em vẫn cố gắng. Điều quan trọng nhất đó chính là cố gắng học tập. Bởi vì như Linh có nói, con đường học vấn là con đường tốt nhất để chúng ta có thể thay đổi được tương lai. Và hy vọng là các em vẫn sẽ giữ vững được cái tinh thần này. Ba anh em đùm bọc với nhau, còn người anh nữa bữa nay đi đâu rồi? Dạ tại công ty của anh hàng hóa nhiều quá, anh không có nghĩ được đúng không? Anh không nghĩ được. Bây giờ con mong muốn điều gì cho gia đình của mình nè? Con mong muốn sửa chữa lại căn nhà cho gia đình có thể bớt nỗi lo sợ khi sống trong căn nhà đó. Với một phần con có thể yên tâm học tập hơn. Rồi đây là bạn gì của hai anh này? Dạ đây là chị họ của con. Rồi bạn kia là gì của gia đình? Dạ đây là chị dâu của con.
Dạ, con sắp cưới, vợ sắp cưới. À, vợ sắp cưới hả? Chào đón tất cả ba gia đình ngày hôm nay trở lại sân khấu. Thật ra mà nói thì cả ba gia đình ngày hôm nay ai cũng khó cả. Chúng tôi luôn luôn muốn hỗ trợ cả ba gia đình luôn. Nhưng mà trong cuộc chơi như thế này thì ba gia đình phải cố gắng nỗ lực để vượt qua tất cả thử thách của chương trình. Nếu như chúng ta được vào vòng trong, vòng cuối cùng của chương trình á, chúng ta sẽ có cơ hội rút những bản logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Ở đó giá trị giải thưởng sẽ rất là cao. Còn nếu chúng ta không vượt qua vòng đó thì chúng ta cũng có một số giải thưởng, nó cũng hỗ trợ chúng ta để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Trước khi đến với các vòng chơi thì bây giờ đại diện ba gia đình ra giành quyền ưu tiên, coi là tham gia trước hay tham gia sau. Rồi, mời đại diện ba gia đình ra đây, đứng ra, bàn tay trắng, bàn tay đen đi. Ai thua là thi đầu, phải không? Rồi, ai thắng là thi cuối cùng. Rồi, bàn tay trắng, bàn tay đen nè, 2, 3. Rồi, gia đình anh thi đầu tiên. Bà tu sĩ anh. Rồi, hai người này quảnh tu sĩ, có ai thi giữa. Thắng là thi cuối. Rồi, vậy là em thi cuối đúng không? Ở đây thi giữa. Mời tất cả về vị trí. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng. Gia đình nào thi trước, thi sau đã có rồi ha. Bây giờ hai người sĩ chúng tôi sẽ giành quyền ưu tiên để giảm cái độ khó cho ba gia đình trước. Mời quý vị đến với phần giành quyền ưu tiên cho cả ba đội ngày hôm nay với Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giành quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên là gì thưa quý vị? Hai nghệ sĩ chúng tôi sẽ cố gắng giành được cái quyền ưu tiên này. Ba gia đình ngày hôm nay đang chờ cái quyền ưu tiên này. Nếu các bạn vượt qua 1 phút 30 giây hoàn thành nhiệm vụ của mình thì các bạn sẽ giảm độ khó cho cả ba gia đình luôn. Còn nếu như các bạn không giành được quyền ưu tiên này thì ba gia đình sẽ rất là khó khăn vất vả để vượt qua những cái thử thách của chương trình. Trong vòng 1 phút 30 giây, Võ Hoàng Yến có nhiệm vụ là đội 10 quyển sách đi theo cái đường lai này và để trên bàn đó. Với điều kiện là Hải Nam phải dùng hơi của mình, đứt hơi là Võ Hoàng Yến phải đứng lại. Nhớ nha, còn nếu các bạn không vượt qua phút 30 giây của tôi đó là coi gia đình không được ưu tiên được một gì hết. 1 phút 30 giây 10 cuốn. Đúng rồi. Ủa tính ra cuốn được đi có 9 giây thôi hả? Đúng rồi. Quá ác dữ trời, áp lực quá nha. Phải áp lực vậy thôi, cuộc sống mà nó phải áp lực như vậy. Đây, xem đồng hồ. Một cuốn 9 giây hả trời? Đúng rồi. Chúng tôi chưa biết quyền ưu tiên là gì nha các bạn. Chúng ta sẽ biết sau giây phút nữa. Bây giờ chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Trời ơi, cuối cùng đi nhiêu đây luôn á hả? Mệt nha. Thật ra chúng tôi muốn thử thách cái sự nỗ lực của các nghệ sĩ thôi. Nhưng mà chơi hơi ăn gian chút xíu nha. 10 cuốn dư rồi. Em nghĩ là cái sự ăn gian này mình du di được á anh. Tại vì nó hợp lý. Cảm ơn các bạn ha. Dạ. Bây giờ thì mình trở về vị trí thôi. Cả ba gia đình phải vỗ tay thật lớn để cảm ơn hai nghệ sĩ này đã giành được quyền ưu tiên cả ba gia đình luôn. Còn ưu tiên gì thì mở mình xem coi. Giảm bong bóng từ 30 xuống 20 trái. Ồ, 10 trái là cũng nhiều. Cảm ơn Hải Nam và Võ Hoàng Yến. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho gia đình đầu tiên. Đó là gia đình của anh Hoa. Xin mời. Chào đón quý vị quay trở lại với Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ vượt qua thử thách ở vòng 1.
với gia đình của anh Hòa và hai gia đình kia như sau. Ở đây có rất nhiều bong bóng. Nhiệm vụ của gia đình là thổi 20 cái quả bong bóng đó. Và chúng ta dùng cái vợt này di chuyển bóng thế nào. 20 quả bóng phải dính vô con ong nha. Bây giờ mình kiểm tra đồng hồ đi anh Hòa. Dạ. Số mấy? 00 ạ. 00 nha. Tất cả 00 nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Thổi hơi dày lên. Nữa. Đúng rồi. Được rồi. Khoảng 3 hơi. Dạ. Đúng rồi. Rồi di chuyển đi. Rồi. Chạy hai con, chạy. Nhanh lên. Cố lên. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Cố lên ơi. Nhanh lên. Nữa hơi nữa. Hình vô. Con ông đứng yên, con ông đứng yên. Rồi. Cố lên. Chưa được giúp nha. Cố lên. Nhanh lên. Cố lên. Chạy tiếp. Màu xanh hy vọng. Lên đúng rồi, đi. Phối hợp nhịp nhàng vô hai đứa ơi. Chân có chân, từ. Bình tĩnh. Đúng rồi, quay quá. Gần 2 phút rồi, chúng ta còn 15 giây nữa là 2 phút. Hai nghệ sĩ có thể vô phối hợp để hỗ trợ di chuyển bóng cho nó nhanh hơn nữa. Hai người có thể cầm hai cái tay để bóng đi. Ok, ngang được. Rồi. 3, 2, 1, nghệ sĩ vô. Đúng rồi, để hai cái tay, một quả thôi. Không được, rồi, một quả thôi. Không được ăn gian với một trái rồi nha. Nhanh lên, thổi đi, vừa thổi nữa, thổi, phụ lên. Đi, em bóng vô. Anh cộng giùm em đi. Mấy trái rồi, đếm coi mấy trái rồi. Đếm có đủ chưa? Có chừng dư 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 mười mấy rồi, đếm coi. Nhanh lên. This, yeah. Đủ 20 trái rồi, đếm đi. 2 Dư là mất thời gian á. 2 4 Đếm đi. 1 người đếm thôi. 2 14 6 Mấy trái nữa. 2 3 3 trái nữa. 3 trái nữa, nhanh lên. Ba trái nữa. 4 trái nữa. 1, 2, 3 chơi lên. 1, 2, 3 Nhanh. 4, 5 5 trái nữa. 5 trái nữa. Đếm cho kỹ nha. Bởi vì dư là không có tốt rồi nha. Dư không có tốt. 1, 2, 3 Hai trái nước rồi. 5, 6, 7 Cái này chạy nữa rồi. 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 18, 19 trái. Vô. Đúng rồi. Chúng ta khoan đếm, đủ không nha? Đếm em lại không, nha. Khoan em chưa tin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 đủ. Hay quá, đúng. Chúc mừng. Đếm đúng rồi. Thấy mệt không anh? Hả? Không. Không có sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ chắc cũng lâu lắm luôn á. Dạ. Ha? Đúng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Như vậy là gia đình đã hoàn thành 20 quả bóng. Thời gian là 4 phút 18 giây. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với phần thử thách của gia đình số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ 2. Mình rút kinh nghiệm rồi ha. Là các bạn cố gắng di chuyển xe bóng cho nó kỹ chút xíu. Tất cả sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ xem đồng hồ. Con xem đồng hồ chú Linh đi. Số mấy đó chị? Dạ 00. Rồi 00. Chúng ta càng nhanh càng tốt nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, hai con kẹp đi, chạy. Mới có một trái thôi. Chạy đi hai đứa chạy. Lên con, tới 20 trái nè, thành ra là chỉ dùng không? Đủ mấy nữa? Hai trái rồi, còn 18 trái nữa. Chạy kịp. Chạy. Đúng rồi. Gắn vào con không? Xuyên dây này nè. Gắn vào. Từ từ. Để sát vô. Hít thôi. Không cái nào. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhanh lên.
và hồi hộp thưa quý vị. Không biết gia đình này có vượt qua được 4 phút 18 giây không? Đăng lên, hay là chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy thật nhanh, bây giờ chỉ có chạy thôi. Lên lại trên những người khác. Nhanh lên, năng động lên. Hãy nhanh lên, hãy năng động lên. Chạy. Mình còn 15 giây nữa, nghệ sĩ sẽ được hỗ trợ. Ok, ok. Đó lên. Rồi đi. Rồi các bạn được hỗ trợ. Làm đi, hai bạn. Võ Hoàng Yến cũng như là Hải Nam sẽ hỗ trợ với gia đình ta. Giơ tay lên con hưởng rồi. Nhanh lên. Nhanh lên. Thổi nhiều lên. Thổi nhiều. Thôi chạy chạy. Cố lên. Mấy trái rồi đếm đi nha, coi chừng dư nha. Rớt ra sao? Rớt. Hả? Rớt. Không phải nơi đó. Vậy hả? Ủa rớt đó kìa. Cố gắng đừng đếm. Cố lên. Ủa đâu rồi? Đây 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 đây. Nhanh lên. Đếm đi, đếm coi. Đếm đi, đếm coi đủ chưa? Đó. Coi chừng thiếu. Rồi. Hết thời gian. Chúc mừng gia đình. Mình sẽ đếm bóng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chúc mừng. Điều quan trọng là 20. Thời gian nè. Quan trọng là gia đình khác sẽ đọc thời gian của gia đình này. Gia đình cuối cùng này là kinh nghiệm nhiều lắm nè. Bây giờ con đọc coi gia đình của chị này có bao nhiêu thời gian. Dạ 4 phút 1 giây. 4 phút 1 giây. Wow, chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã vượt qua thời gian gia đình thứ nhất rồi nha. Chúc mừng gia đình chị. 4 phút 1 giây thưa quý vị. Chúng ta vẫn còn gia đình cuối cùng. Xin mời. Bây giờ chúng ta xem đồng hồ. Dạ không không. Không không ha. Dạ. Chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình cuối cùng bắt đầu. Cố lên. Đây, rồi. Không sao kệ đi các ơi. Đứng qua đây. Cái nữa. Cố lên. Cái nữa, bự rồi. Rồi, cái miệng tiếng thôi. Nó hơi chút xíu rồi, cố gắng nha. Tỉnh lên. Chạy nhanh lên luôn. Dạ anh giật kéo anh. Đúng rồi. Rồi, tốt. Rồi đó. Đúng rồi. Cố lên nào. Đấy, thứ hai, tay bóng thứ hai rồi, nhanh lên. Hai bạn trai này chạy phải nhanh lên, nhanh lên, này này luôn. Rồi, còn tiền tính rồi. Để cho nó nhìn lên. Rồi, nhìn lên trước. Rồi, tốt. Tụi chị, chạy nhanh lên. Thiên thời để lại cái quà nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh cho nó dán vào con ong cái đá. Tốt. Đổi người không? Có muốn đổi người hỏi không? Đừng người thổi đi, đừng người thổi. Đó là sự cố trong khi làm việc. Nhưng mà cố gắng nhanh lên. Đổi người thổi đi, đúng rồi. Mình không làm được thôi. Thôi, tốt. Rồi, có muốn ai thổi không? Đổi ai thổi không này? Đổi ai thổi cột không? Đúng rồi, thêm hơi nhanh nữa. Lên. Thổi thẳng nhanh hơn. 5, 4, 3, 2, 1, nghệ sĩ hỗ trợ. Nhanh lên, chết rồi. Trục trặc về mặt kỹ thuật rồi. Nghĩ gì? Quả thứ 7. Cố gắng thổi thật nhanh. Chúng ta đã... Cố gắng. Cậu yên chị thôi. Cậu yên chị không cột được. Mấy trái rồi? 17. 18. 2 trái nữa. Trái cuối cùng, cố gắng lên. Đây. Trái cuối cùng, cẩn thận. Chạy đi. Cẩn thận, đừng lo. Bình tĩnh, trái cuối cùng. Trái cuối cùng, dán vô. Rồi. Mình đã bấm đồng hồ. Em thấy sao em? Nó bị gì vậy? Hả? Hỏi nó hơi... Hỏi không nổi ha, trục trặc. Dạ, do cột. Cột đúng không? Dạ. Lúc đầu... Vấn đề là do cột quá. Thường người ta nói là thi cuối cùng là nó được kinh nghiệm, nhưng cuối cùng các bạn lại hơi bị rối. Dạ. Rồi điểm bóng coi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chúc mừng. À. Quan trọng là đồng hồ. Bây giờ... Con đọc đồng hồ cho chú Quyền Linh nha. Gia đình thứ ba bao nhiêu? Dạ 4 phút 29 giây.
phút 29 giây. Mình có sự khởi đầu nó không có được suôn sẻ cho lắm, cố gắng dùng hao ha. Nhưng sao chúng ta vẫn còn vòng thử thách thứ hai, cố gắng chút xíu nữa nha. Như vậy là cả ba gia đình chúng ta đã hoàn thành xong vòng thử thách lần đầu tiên. Chúc mừng cả ba gia đình. Trước khi đến với vòng thử thách thứ hai của Linh, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với món quà của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Nắng ấm, từng đàn chim vỗ cánh tung trời. Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời. Kia là miền Trung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu. Về miền Nam nghe giọng hò. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt sông Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố. Một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình. Dòng sữa mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời kiêu hãnh. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lau đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam. Dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rơi sẽ lâu đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay trên bầu trời. Đến với tiếng hát của bác sĩ Ngọc Minh, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện. Bác sĩ Ngọc Minh là một trong những bác sĩ tuyến đầu đã hỗ trợ giúp đỡ biết bao nhiêu bệnh nhân mùa Covid, thưa quý vị. Hôm nay đến với chương trình với những cái hoàn cảnh khó khăn trong mùa Covid thì bác sĩ Minh có cái cảm xúc như thế nào? Dạ, kính thưa anh Quyền Linh, kính thưa quý vị khán giả. Khi mà mình ở trong bệnh viện dã chiến á, cái thời gian nó trôi qua rất nhanh. Mình không có kịp là
mình nhìn lại cái khoảng thời gian nó kinh khủng thế nào đâu, tới khi mà mình đi về với cuộc sống hiện tại thì lâu lâu em vẫn ngồi em coi lại những cái clip mà các phóng viên đã ghi lại trong cái mùa dịch đó, thì mình mới cảm nhận là tại sao là lúc đó mình có thể trải qua được một cái khoảng thời gian kinh khủng như vậy. Bây giờ mà những gì khó khăn, những gì đau thương nó đã qua rồi, thời điểm hiện tại thì mọi thứ trời cũng đã sáng rồi, cho nên mọi người hãy cứ lạc quan và sống hết mình, yêu thương lẫn nhau, vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Không, không mưa trời lại sáng rồi. Dạ, đúng không, rồi. Không những sáng mà nó còn nắng lên nữa. Giống như một cái câu hát mà nãy bác sĩ cùng mình có hát đó, là hãy lao đi những giọt nước mắt, hãy sát cánh cùng nhau đi một con đường rất là dài luôn. Hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy đoàn kết, hãy cùng yêu thương, chia sẻ với nhau để hướng tới một tương lai tươi sáng. Cảm ơn bác sĩ Ngọc Minh rất là nhiều. Cảm ơn mình đã đến với chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn tiếp tục với Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta chuẩn bị bước vào vòng thử thách thứ hai, vòng thử thách vô cùng quan trọng đối với cả ba gia đình. Nếu như cả ba gia đình chúng ta, gia đình nào vượt qua vòng thử thách thứ hai này với thời gian càng thấp thì gia đình đó sẽ được bước vào vòng trong, vòng đặc biệt để rút logo. Chính vì thế nên hai nghệ sĩ cũng hết sức là quan trọng ở vòng chơi này. Chúng ta sẽ giành quyền ưu tiên, chúng ta có nhiệm vụ là đập bể hết 10 con heo ở kia trong vòng 2 phút. Một người bịt mắt, một người hướng dẫn đập. Làm sao cho nó bể hết 10 con heo thôi. Đây ai người hướng dẫn. Em hướng dẫn đi. Rồi Hải Nam hướng dẫn nha. Chị hướng dẫn, chị hay nói một hồi chị bị bất bình tĩnh á. Chị nói hồi là em không hiểu luôn á. Cho nên là chị nghĩ là em hướng dẫn sẽ ok hơn. Bây giờ em đeo bịt mặt vô đi. Rồi. Không có được hí nha. Không có hí nha. Không hí nha. Trời không hí nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, dừng lấy chưa? Dừng rồi, giữa rồi. Rồi, đây hả? Thẳng lên trước. Sang bên phải mình xíu nhẹ sang bên phải xíu nhẹ rồi thẳng này con trước mặt luôn đập sang bên phải xíu đúng rồi tiến đó 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 thẳng đập thẳng đúng rồi từ từ nó đang bị lắc đập đúng rồi tiến lên trước đúng rồi tiến thêm tiếp hướng dẫn đi nào. Ôi, đây, đi vòng tiếp rồi, bước thêm một bước rồi, đấy, con đấy thẳng, đập thẳng xuống, ôi, thần đấy, rồi, hay quá, thẳng, đúng rồi, phía trước mặt luôn, rồi, đúng rồi, rồi, đập thẳng, đúng rồi, còn ba con thôi, thẳng, trước mặt luôn, thẳng xuống, đúng rồi, giỏi quá, rồi, 2, 3, ơi, còn một con rồi. Lên nữa. Đúng rồi, thẳng xuống. Đập. Đấy hả? Không, sang đúng rồi, thẳng xuống, đập rồi. Đó. Hết rồi. Hay quá, mày tao. Siêu quá. Ủa? Hai con kìa. Không, con đi vớ rồi chị. Hay á. Cái đầu heo thôi. Xuất sắc. Chúc mừng Hải Nam và Võ Hoàng Hiến. Chúng ta sẽ giành quyền ưu tiên gì đây? Mở ra xem nào. Được cấp cái gùi. À, để em đoán nha. Chắc là hứng cái gì đó anh. Cấp cái gùi để làm gì? Chúng ta sẽ đến với phần thi của ba gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Như vậy là cả ba gia đình được quyền ưu tiên mà các anh em nghệ sĩ đã lấy được. Đó là có tặng thêm cái gùi. Nhiệm vụ các bạn là gì? Chúng ta sẽ buộc ba cái cây tre này lại thành một cái cây dài giống như chiếc đũa vậy đó. Mỗi đội sẽ buộc hai cái chiếc đũa này lại giống như gấp vậy đó. Mình gấp cái bóng đó mình bỏ vô cái gùi, xong các bạn di chuyển về theo mũi tên về phía bên kia. Bạn kia sẽ lấy cái bóng đẩy vào cái vị trí chúng tôi có sẵn. Chừng nào nó ngã luôn 5 cái điểm đó, thời gian sẽ dừng lại. Hồi nãy thì đội chơi trước hay sau có rồi, bây giờ mình vòng 2 mình làm lại. Đội thi sau có nhiều kinh nghiệm hơn. Như nãy đội thi sau thật ra kinh nghiệm mình không xử lý được. Cố gắng nha. Bây giờ mình bàn tay trắng, bàn tay đen đi nào. Bàn tay trắng, bàn tay đen. Rồi,
đội mình thi đầu tiên, còn lại 2 điểm C. Rồi mình thi thứ hai, đội con thi cuối đúng không? Chúng ta đã xác định được đội thi số 1, đội thi số 2 và đội thi số 3 rồi. Mời các bạn về vị trí, đội thi số 1 ra đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hồi nãy thì mình đã đứng đầu rồi đó. Bây giờ cố gắng giữ vững tinh thần đó. Vòng thử thách thứ hai hết sức là quan trọng. Nếu ta chiến thắng được vòng này nữa thì mình vào rút bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Khởi lên. Phụ quần đi, phụ quần đi. Để xuống, để xuống, để xuống. Phụ quần trước đi đó. Con lấy cây chậm vô đi. Phụ quần trước đi con. Mặt ra phía trước. Được rồi, để làm miệng sao chắc là được rồi con. Để xuống. Con dây buộc lại. Bạn hai bạn phụ đi, hai bạn cùng siết. Quan trọng nhất đúng kìa. Rồi, đó. Buộc chắc vô. Buộc chặt tay lên con ơi. Rồi chuyển sang bên kia, chuyển sang bên kia. Đó. Bên kia chắc vô. Lấy cái khác đi. Con lấy phụ quần vô đi. Một phần nào đó phụ vô. Hay là các bạn ngón tay mà hay quá. Thì có. Hay ghê á. Buộc thêm cho nó chắc. 3, 2, 1, phụ đi. 2 phút rồi đó. 2 phút ta vẫn chưa làm được gì cả. Buộc 2 cây thôi, quan trọng là buộc 2 cái cây gấp bên hả? Thử chưa, thử. Quan trọng nhất là buộc nó chặt. Buộc sao miễn nó chặt là được rồi. Không có thôi, đây, 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 rồi, đây, đây. Đủ luôn gấp là được rồi. Được chưa, rồi. Rồi gấp bóng trước đi. Gấp bóng đi, gấp. Cây lại gấp đi. Gấp bóng bỏ vô gùi, chưa chặt hả? Chưa chặt. Chưa có chặt. Chưa chặt được. Còn lại rút kinh nghiệm nha, quan trọng là giai đoạn này. Rồi đó, nè. Rồi, rồi đi. Lỏng nè. Được rồi, được rồi. Rồi, cái này đi. Rồi, gấp. Rồi. Không xuống không? Một quả đúng rồi đó. Rồi, rồi. Bỏ vô. Rồi, quả nước, quả nước. Chạy nữa, chạy nữa. Rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rồi, 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 từ từ. Nam rạp luôn. Ủa? Mình lấy sẵn nha, mình cầm sẵn đi mình. Rồi đúng rồi, cầm sẵn banh luôn, sẵn banh luôn. Ủa, dừng rớt, dừng rớt. Rồi, từ từ nè, từ từ. Rồi, 2, 3, hấp. Hay quá. Ôi, hay rồi, hay rồi. Cứu lên, cứu lên, cứu lên, cứu lên. 3 điểm nữa. Cứu lên, cứu lên, cứu lên. Cứu lên, cứu lên, cứu lên. Cứu lên, cứu lên, cứu lên, cứu lên. Cứu lên con, cứu lên. Quan trọng là ta ném đủ 5 điểm. Mẹ chưa cởi anh làm cho. Chưa được rồi. Chưa chút gắng. Chạy ra chạy kiếp lên. Có đây là bên lấy xuống đây. Một lần lấy bóng một lần. Hay quá. Có lên, có lên. Một cái nữa chạy lên. Rồi, được rồi, được rồi. Chạy đi anh Nam, chạy đi. Được rồi, được rồi. Đừng rơi bóng. Được rồi, đừng rơi. Rồi, có lên pin. Chạy lên. Yeah. Hay quá. Nào, hãy cùng đọc đi các bạn. Gì đây? Máy ấm. Ấm. Gia đình Việt. Yeah. Hãy coi nào. Như vậy là gia đình đầu tiên đã hoàn thành xong nhiệm vụ vòng quan trọng này. Chúng tôi sẽ giữ đồng hồ ở đây. Cuối cùng mình cộng lại rồi mình thông báo luôn. Và chúng ta cho tràng pháo tay chúc mừng gia đình đầu tiên. Vẫn như thế, chúng ta sẽ mời gia đình thứ hai. Chúc mừng cho gia đình đầu tiên của chị Trân đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng mà thời gian và tổ chức biết thôi, chúng ta chưa biết thời gian là bao nhiêu. Đó là sự hồi hộp. Chúng ta cố gắng giữ cho đến cuối cùng để bật mí nha. Gia đình thứ hai là gia đình của anh Hòa. Vẫn nhiệm vụ như thế. Anh có kinh nghiệm rồi đúng không? Nhìn thấy rồi đúng không? Cái gì nào mà mình thấy nãy chị làm lâu thì mình khắc phục nha. Chuẩn bị mà anh Hòa kiểm tra đồng hồ. Dạ không không ạ. Không không. Chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình anh Hòa. Bắt đầu. Làm dây ra anh ơi. Nhớ mấy con chuẩn bị dây. Mấy con chuẩn bị dây chuẩn bị rồi nha. Mấy đứa chuẩn bị dây. Ừ đó. Rồi. Rồi. Lỏng quá kìa. Vút vút thứ 8 ra đó. Qua đây, qua đây. Chặt cho cả hai cái dây ở giữa. Cho nó kênh lại, cho đúng nó rồi. Cho nó ngay lại. Một cái thứ hai luôn. Rồi. Một cái thứ hai. Một cái rồi. Gặp cái ba đi, gặp cái ba đi con. Một que rồi, một que rồi. Cút 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 anh. Rồi, một cái dây nữa. Ràng hai cái này lại cho nó chắc luôn. Nhanh lên, nhanh, nhanh. Rồi, nhanh. Được chưa, cái này được chưa? Cây đũa thứ nhất rồi, chồng cây. Hai cây còn thêm một cọng nữa. Một cây nữa, một cây nữa, một cây nữa lên đây. Ổn quá anh, rồi rút nha. Được rồi, cây này chắc rồi nè anh. Rồi, ổn rồi, rồi, rồi. Rồi anh, cố lên, cố lên, cố lên. Giúp cắt cái nhóc kia thì xong rồi. Để ba cột cho, để ba cột cho. Cố gắng nhanh chút nữa. Rồi, ok rồi. Rồi, gấp đi. Mau lên. Mọi người đứng sát ở kia đây. Ai ném? Anh ném bóng. Anh hả? Anh ném hả? Rồi. Rồi. Từ từ thôi. Ok. Rồi, cái nữa. Nhanh lên.
coi chừng rơi bóng nha. Quan trọng là giai đoạn này. Đưa ba. Ai ném bóng đâu? Hay quá. Chạy về, nhanh lên. Rồi rớt cái gùi rồi, kệ. Rớt cái gùi rồi. Chết rồi, nhanh lên. Rồi. Quan trọng là gấp bóng, mới có một điểm thôi, một vị trí đã ngã rồi. Nhanh lên. Rồi, đi. Thảo, chạy ra liền, rồi đi. Đi. Lấy bóng ra. Chạy về liền lấy bóng đi con. Hai điểm. Hay lắm. Chạy liền. Nhanh lên. Gấp luôn. Nhấp kỹ. Ra đây cho bạn em. Chạy về. Ôi, cái nữa rồi, Cố lên. Tỉnh nha, nhanh lên. Tỉnh một cái nữa. Trời ơi. Quá tức lên được cố anh ơi, cố lên. Mọi người bán số hỗ trợ mình. Hồi hộp quá. Nhấp ngược. Cái này khó quá. Dũ thuốc. Wow. Chúc mừng cho gia đình của anh Hòa. Bây giờ thì mình đỡ phải lo hơn rồi, nhưng mà mình vẫn chưa biết thời gian mình cộng lại là bao nhiêu, đúng không? Dạ. Đó là một trục bí mật mà tôi sẽ bật mí trong vài phút nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta chinh phục được thời gian. Và trong cuộc sống này, chúng ta chinh phục thời gian, chúng ta có thể chinh phục được tất cả mọi thứ. Chuẩn bị tinh thần, xem đồng hồ số mấy. Dạ, không nha. Lần thứ vẫn hai như thế. Cuối cùng đó, đúng rồi. Thì lần thứ hai thôi, cuối cùng như vậy là chúng ta được hai lần, mà lần đầu là mình thất bại rồi đó. Dạ. Đầu mình vượt quá thời gian luôn. Cố gắng lên nào. Dạ. Thời gian dành cho gia đình cuối cùng bắt đầu rồi. Không tay em nè, mình tính thôi nha. Chia nhau ra làm hai mỗi người một cây, hai người một bên. Vẫn quan trọng em là rồi. Đừng thầy bé ngồi trong mắt tốt người sang đây cho đứa che che nha, nhưng mà phải chặt nha, để gấp chương trình em. Em cầm cái này cho nó, em cầm mấy hai cây cho nó nè, đó được chắc đó thì nó mới làm được. Em cầm đó, quấn đúng rồi đó, cầm như vậy đó, đúng em ổn lắm nè. Tốt nha, đó tốt rồi, kẹp tốt đi rồi, buộc lại luôn, vòng một vòng ra sau lưng nữa, coi chừng hết dây rồi đó. Thành luôn rồi, bắn nữa được đang rất là hồi hộp. Ok Rồi, đi luôn. Ai là người ném? Ai ném? Rồi. Cho kẹp vào giữa này, kẹp anh vào giữa. Đúng rồi, đó. Kẹp vào cái chỗ có cái vải. Kẹp vào chỗ. Rồi. Ok. Chạy, từ từ ơi. Quay rất banh. Cứ đi. Em. Dốc nào, nhắm đúng. Rồi, chạy luôn, chạy luôn. Ây da. Mới có một rồi. Điểm rồi. Nhanh lên. Kẹp sẵn một cái banh luôn. Rồi, kẹp sẵn banh luôn. Dốc xuống. Rồi, về luôn. Đúng rồi, đi luôn. Cố lên. Hay quá. Bình tĩnh. Rồi, giữ banh lại. Từ từ thôi, từ từ giữ banh lại. Rồi, ok. Rồi, di chuyển, chạy, cẩn thận lắm anh. Đúng rồi, đó, tốt. Luôn. Kẹp luôn. Hay quá. Bình tĩnh nha. Cố lên. Rồi, chạy. Rồi, rớt xuống. Rồi, hỏi. Hay, trời ơi. Từ từ. Rồi, từ rồi. Rồi. Cố lên, mình tính nào. Sao, Danh thấy ổn không? Dạ, ổn. Hả? Dạ, ổn. Dạ ổn hả? Dạ. Anh trai của Danh thấy sao? Dạ ổn. Nãy có hồi hộp gì không? Dạ không. Dạ rút kinh nghiệm được phần trước. Này bình tĩnh thì mình sẽ thành công. Bình tĩnh là thành công, đúng rồi, câu này hay nè. Rồi, một tràng pháo tay chúc mừng gia đình thứ ba. Thưa quý vị, chúng ta chờ đợi kết quả xem đội nào sẽ có tổng số thời gian của hai vòng chơi cộng lại thấp nhất. Đội đó có cơ hội bước vào vòng trong để rút bản logo của mái ấm gia đình Việt. Còn bây giờ, Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với vòng quay may mắn dành cho khán giả tại trường quay. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả tại trường quay. Mỗi câu hỏi như thế, nếu như các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ nhận những phần quà từ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đó là nón nè, áo mưa nè, áo thun nè, dù nè. Đó là những phương tiện rất là hữu ích cho chúng ta khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường nha. Bây giờ Quỳ Linh cần 5 khán giả. Chạy lên, bào lên, ùa lên. Quá là đông rồi. Đi. Trả lời được mình sẽ quay cái vòng quay đó. Quay trúng cái hình nào, chúng ta nhận quà hình đó. Được chưa? Đơn giản thôi.
Có con này hả? Vô luôn con. Chơi luôn. Mình sẽ hỏi một vòng nha. Tới đâu hay tới đó nha. Ai trả lời được đi về, nhường video cho người khác nha. Nhanh gọn lẹ. Câu hỏi đầu tiên, tòa nhà cao nhất Việt Nam là tòa nhà nào? Lê Mễ 81. Chính xác. Dễ quá. Mời bạn đứng qua một bên. Câu hỏi thứ hai, kim loại nào có tính sát khuẩn cao? Dạ bạc. Bạc, chính xác luôn. Câu hỏi tiếp theo, truyền thống gửi thiệp Giáng sinh bắt nguồn từ quốc gia nào? Nước nào? 3, 2, nước Anh à. 1, nước Anh, chính xác. Tiếp theo, cây đinh ba là vũ khí của vị thần nào? Dạ, thần biển ạ. Thần biển là tên gì? Poseidon. Chính xác, hay quá. Rồi, bây giờ mình hỏi luôn nha. Hành tinh nào có 4 mùa giống trái đất? Hành tinh nào có 4 mùa giống trái đất? Sao Hỏa. Sao gì? Sao Hỏa. Sao Hỏa, chính xác. Rồi bây giờ câu tiếp theo nè. Túc cầu là tên gọi của bộ môn thể thao nào? Dạ, khúc côn cầu. Không đúng. Về chỗ. Bây giờ câu này dễ nhất này nè. Câu này dễ nhất nha. Chú tên gì? Nhân viên. Tên gì? Chú đâu có nói tên đâu sao biết. Dễ đâu quá nè. Đúng không? Rồi cảm ơn con về chỗ luôn. Câu hỏi dành cho con như sau. Chiếc xe đạp đầu tiên do người nước nào sản xuất? 5, 4, 3. Trung Quốc. Trung Quốc hả? Về Trung Quốc luôn. Như vậy là 5 bạn ở đây trả lời được. Chúc mừng các bạn. 5 bạn này đã trả lời đúng câu hỏi của chúng tôi. Và từng bạn sẽ quay có cái hình nào chúng ta nhận quà hình đó. Quý vị thấy không, đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, không chỉ chúng ta dành những trò chơi cho những hoàn cảnh khó khăn mà đặc biệt là khán giả tại trường quay cũng nhận được những phần quà từ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Mái Ấm Gia Đình Việt. Kính thưa quý vị, tôi biết rằng bây giờ cả ba gia đình đang rất hồi hộp. Khán giả cũng vậy. Cả ba gia đình khó khăn như nhau. Như đây là cuộc chơi, chúng ta chỉ hơn nhau một ít giây thôi, chúng ta đã là người chiến thắng. Nhưng với những gia đình chưa được chiến thắng trong ngày hôm nay để bước vào Mái Ấm Gia Đình Việt ở vòng chơi cuối cùng thì cũng đừng buồn gì cả, bởi vì chúng ta đã nỗ lực hết sức mình. Dù sao chúng ta cũng sẽ có một phần có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ tôi sẽ công bố kết quả. Đội Về Nhi sẽ nhận được 16 triệu đồng. Đội Về Ba sẽ nhận được 14 triệu đồng. Còn đội Về Nhất, chúng ta sẽ bước vào bên trong Mái Ấm Gia Đình Việt. Ở đó có rất nhiều bảng logo đang chờ đợi chúng ta. Giá trị có thể rất là cao. Tôi xin công bố 8 phút 52 giây giải 3. Đó là gia đình của anh Hòa. Mời anh Hòa bước lên trên một bước. Thưa quý vị, gia đình anh Hòa sẽ là gia đình giành giải 3 với giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng. Anh cảm nhận thế nào anh Hòa? Thì chung rồi em cũng cảm ơn chương trình mà hỗ trợ cho em mà một cái cuộc sống để có được số tiền để đương trải cho cuộc sống trong gia đình. Con thấy sao con? Dạ con thấy vui. Thấy vui đúng không? Thật ra 14 triệu đồng nó cũng là con số khá lớn trong giai đoạn này đối với gia đình của con. Hy vọng rằng nó sẽ hỗ trợ để chúng ta có thể vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nữa. Rồi xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều điều tốt đẹp có thể hỗ trợ chúng ta nhiều hơn nữa. Và bây giờ
Gia đình về nhì là gia đình có số phúc 8 phút 16 giây. Đó là gia đình về nhì sẽ nhận được 16 triệu đồng là gia đình của chị Trân. Chúc mừng gia đình bạn Doanh. Chúc mừng gia đình bạn Doanh. Gia đình Mạnh Doanh sẽ là gia đình về nhất và sẽ có cơ hội bước vào vòng trong của chương trình Mãi Ấm Gia Đình Việt. Bạn cảm nhận thế nào hả bạn? Dạ, rất là vui và sung sướng. Sung sướng. Tôi thấy bạn gái rất là xúc động luôn. Dạ. Bạn có mong điều đó không? Dạ có. Rất là có đúng không? Tại sao lại như vậy? Thì con là người chứng kiến được những cái sự khó khăn của gia đình đi. Hôm nay con rất là hạnh phúc. Hạnh phúc. Thì... mời gia đình chị Trân bước lên đây. Thật ra chị Trân cũng đang rất là khó khăn thưa quý vị. Chị Trân đang ở nhà thuê, cũng có những căn bệnh đang hành hạ cơ thể của chị. Ai cũng thấy khó khăn điều đó. Thật ra chúng tôi cũng muốn cả ba gia đình ngày hôm nay đều thắng cả, nhưng bởi vì thời gian không cho phép mình làm điều đó. Mình cũng nuối tiếc điều gì không chị? Tại không, em cũng nuối tiếc là không được số tiền lớn để giúp gia đình chị. Tôi nghĩ rằng trong khuôn khổ chương trình thì cũng có thể hỗ trợ với cái giá trị giải thưởng đó. Mong rằng xung quanh bà con lối xóm, mong rằng các mạnh thường quân cũng sẽ hướng về gia đình của chị Trân rất là nhiều. Chị Trân bây giờ tình hình sức khỏe của chị sao rồi chị Trân? Em ngồi sáng giờ nó mệt. Mệt quá chị hả? Dạ. Nãy giờ với cái giải thưởng 16 triệu đồng dành cho gia đình chị thì chị thấy sao? Dạ, em cũng cảm ơn chương trình có một số tiền lớn gì. Nhà em đâu có, đó giờ đâu được số tiền lớn gì đâu. Để em có tiền để em lo cho con em nó ăn học, để dành cho con nó ăn học. Đó giờ chưa bao giờ có số tiền như vậy chị hả? Dạ. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ chị. Chương trình sẽ đến thăm gia đình của chị một ngày sớm nhất chị Trân nhé. Dạ. Chúc chị khỏe mạnh. Dạ. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng gia đình chị Trân nhận được 16 triệu đồng. Chúng tôi xin mời Võ Hoàng Yến cùng với Hải Nam sẽ trao tặng món quà này cho hai gia đình về nhì và về ba ngày hôm nay. Hải Nam cũng muốn nói điều gì không? Thực sự thì em với chị Yến ở đây hôm nay chơi thì chơi vậy thôi, giúp hết sức vậy thôi, nhưng mà không mong muốn đội nào về nhì hay là về ba cả. Chỉ muốn là tất cả đều nhất đều được rút hết tất cả những cái bảng này ra thôi. Và nhưng mà cuộc chơi thì vẫn là cuộc chơi. Và hy vọng rằng sau cái chương trình thì sẽ có những cái mạnh thường quân sẽ hỗ trợ cho các gia đình. Mời bỏ nghĩ. Thật ra thì rất là cảm ơn chương trình Mãi Ấm Gia Đình Việt hôm nay đã mời em tới đây để mà có cái cơ hội được tiếp xúc gần hơn những cái mảnh đời rất là khó khăn trong cuộc sống, nhất là sau cái đợt dịch Covid vừa qua. Và thực sự thì Hoàng Yến cũng đã thấy rất là rõ sự cố gắng của gia đình anh Hòa, gia đình chị Trân khi mà họ tham gia vào cái thử thách. Có thể là hôm nay may mắn không mỉm cười với cả hai gia đình, em cảm thấy rất là đồng cảm. Cho nên ngoài giải thưởng này ra thì em còn có một phần quà gửi tặng cho hai gia đình. Dạ. Yeah. Em xin cảm ơn, em xin gửi ạ. Dạ. Dạ. Cái này em gửi tặng gia đình phần quà riêng. Dạ. Cảm ơn Võ Hoàng Yến rất là nhiều.
và giải thưởng có giá trị đối với gia đình ta trong lúc này. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để vượt qua những khó khăn dông bão trong cuộc sống. Mong rằng hai gia đình chúng ta sẽ gặp thật nhiều may mắn và chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Thưa quý vị, đó là niềm vui hạnh phúc của hai gia đình của chị Trân và gia đình anh Hòa. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chơi cuối cùng, thử thách cuối cùng của gia đình bạn Doanh. Chúc mừng gia đình của em Doanh đã đến với vòng đặc biệt, bước vào mái ấm gia đình Việt. Chúng ta vượt qua vòng chơi cuối cùng này, chúng ta sẽ có số bảng logo rút từ mái ấm gia đình Việt. Nếu như mình thảy vòng vào đó mà nó có nhiều vòng, thời gian ngắn nhất mình sẽ có nhiều bảng. Từ 1 phút cho đến 2 phút các bạn thảy vào được 6 vòng, các bạn sẽ rút được 5 logo của mái ấm gia đình Việt. 5 logo trong đó có rất nhiều giá trị giải thưởng. Nếu từ 2 đến 3 phút các bạn có 4 logo. Nếu các bạn thảy vào 6 vòng từ 3 đến 4 phút các bạn có 3 logo. Từ 4 phút cho tới 6 phút 2 logo. Từ 6 cho đến 20 phút cho đến chiều luôn chỉ có 1 logo thôi. Thành ra là tùy các bạn cố gắng làm sao mà thảy cho 6 cái vòng đó phải nằm trong thời gian thấp nhất có thể thì số logo sẽ được tăng lên. Hiểu chưa? Nhiệm vụ của Võ Hoàng Yến cũng như Hải Nam, mình cởi con ngựa sắt này. Đâu con sắt à? Con ngựa anh. Con ngựa sắt. Cái này mới là nó. Đó. Nó tốt cho đi đệm em lắm nè. Đó, đó. Đó. Đó, bằng cởi này, làm sao cái đầu con ngựa sắt nó phải đẩy cái vòng này nè. Đẩy cái vòng này rớt xuống. Sau đó gia đình của em Doanh sẽ lấy cái vòng đó đưa cho bạn nào đó thảy vào trong cây kia. Được chưa? Nào. Dạ không không. Không không. Dạ. Thời gian dành cho phần thử thách lần thứ 3 bắt đầu. 5 rồi, dòng cuối cùng. 2, yeah. Wow, chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã có 6 vòng chơi. Mời chúng ta cho cảm nghĩ về 6 cái vòng này thế nào? Con thấy rất vui và hạnh phúc. Vui hạnh phúc ha. Dạ. Bây giờ vòng này có Võ Nguyễn thảy vô vòng đúng không? 2 anh. Em 2 luôn em hả? Em 2 cái luôn á. Em 2 vòng này luôn hả? 2 cái này là em á. Hay quá, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 vòng. 6 vòng trong đó Võ Hoàng Yến 2 vòng rồi. Công lớn của Võ Hoàng Yến ha. Mình đọc đồng hồ luôn nha em trai. Ít hơn, số mấy? Ít thôi. Dạ 3 phút 1 giây. Chúc mừng. 3 phút 1 giây. Có nghĩa là chúng ta rút được 3 logo.
Hy vọng rằng ba logo chúng ta sẽ có giá trị giải thưởng càng cao càng tốt nhé. Rất là may mắn rồi. Bây giờ xin mời quý vị đến với phần rút logo của mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng cho hai em cùng với gia đình. Đứng đây là chúng ta hạnh phúc rồi. Đứng đây là chúng ta có thêm nhiều niềm vui. Chúng ta hơn nhiều người lắm rồi. Chúng tôi sẽ có 3 bản logo để nhà mình rút. Rút được bản nào số tiền cao càng tốt vậy thôi. Chúng tôi chưa biết là số tiền bao nhiêu. Hy vọng rằng nó cao thôi. Bây giờ ai rút trước nào? Ai rút nào? Vận sẽ là người rút trước đúng không? Bây giờ mình đổi vận nè ha. Dạ. Vận này có tốt hay không nha? Vận chỉ logo màu gì đi? Dạ con đỏ. Chọn thấy cái nào chọn liền, chọn liền. Logo màu vàng. Màu vàng. Bước lên đây. Mời Vận. Màu vàng. Vận sẽ xem số tiền của Vận với logo đầu tiên là bao nhiêu? 30 bao nhiêu? 6 số 0 chắc rồi. Thêm 1 số 0 nữa. Thêm 1 số 0 nữa. 7 số 0 đi. 7 số 0. Đến tương lai. 7 số 0. Với số tiền là. Anh kỳ quá. Từ từ lên. 7 số 0. Nhiều số 0 quá. 7 số 0 rồi. 7 số 0 rồi. Số 0 à, số âm trước có lớn càng cao càng tốt đúng không? Đúng rồi. Thêm số 0 nữa được không? Trời ơi. Không có. Thêm chú công nữa là chết à. Rồi. Bao nhiêu ta? Số tiền. Số 9. 4. Ông thêm số 8. 5. Số 5. Tương lai là. Số 5. Số 5. Nào, chúc mừng gia đình đi nào. 20 triệu đồng dành cho gia đình em Vận và anh Chánh. Chúng ta sẽ đến với bản logo thứ hai. Ai là người chọn? Chánh hả? Dạ. Làm gì em ơi? Chánh ơi chọn bản nào? Màu gì? Màu gì doanh? Tất cả các màu là của con. Màu xanh nước biển cũng được. Tỷ nè. Cái nào cái đó đúng không? Cái này đúng không? Tỷ hợp với em nè. Số 5 luôn. Số 5 đi. 5. 6. 5. Số 5. Số 5. Số 5. 5. 5. 5 đi con. Hoa sen hôn. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng. 5. Hoa sen hôn. Rồi, hay quá, hay quá. Hai cái cộng hai cái là 50 rồi. 50 triệu rồi. 50 triệu rồi. Rồi. Còn bàn nữa. Hạnh phúc không à? Dạ quá, hạnh phúc luôn chú. Đổi vận chưa? Dạ, đổi vận. Đổi vận, sửa nhà được chưa? Dạ. Ngon rồi đúng không? Dạ. Còn bản logo thứ 3. Ai? Rồi, vợ tương lai của vận. Lên màu nào? Dạ, màu hồng. Màu hồng, lên đây. Có màu hồng. Không biết có may mắn hay không nha. Thấp nhất là 60. Dạ. Ít nhất là có 60 rồi. Bây giờ ít nhất là 60 đúng ít không? Ít nhất rồi. Dạ. Nhưng mà mình không thể lấy 60 được với nhiều hơn. Cái này là càng cao càng tốt. Đúng rồi anh. Nào. Mình lấy 100 nè. Điều gì sẽ xảy số ra? Số 5. Số 5. Ây da, hồi hộp anh. Ống thép hoa sen. Bền vững đến tương lai. Từ từ anh, từ từ. Số 5. 4 hoặc 5 đi. 4 hoặc 5 đều được. 5 đi. Và số tiền cuối cùng của bản logo cuối cùng là bao nhiêu nào? Vỗ tay lớn lên quý vị. Yeah. Với số tiền là 50. À, sợ quá nè. Yeah! Chúc mừng! Chúc mừng!
đình của em Vận, em Doanh đã nhận được số tiền là 70 triệu đồng. Yeah, chúc mừng, chúc mừng, tuyệt vời, tuyệt vời con ha, tuyệt vời. Cố lên nào, cố lên nào, thưa quý vị. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những tối tăm cuộc sống, chúng ta cảm giác rằng ánh sáng đang tràn ngập khắp mọi nơi. Dạ thực sự thì lúc này là em cực kỳ vui và cảm thấy là vỡ òa luôn anh. Tại vì bước vào cái vòng này rồi thì chỉ mong là các bạn sẽ lấy được cái mệnh giá càng nhiều càng tốt thôi. Tại vì tất cả những gia đình mà đã tham gia vào chương trình này thì gia đình nào cũng khó khăn. Và ngày hôm nay may mắn đã mỉm cười với các em, và hy vọng là với số tiền này các em sử dụng của nó thật là mục đích xứng đáng và giúp cho em của mình hoàn tất việc học là tốt em nha. Chúc mừng gia đình của mình ngày hôm nay. Chào Hải Nam. Dạ. Cảm xúc em thế nào? Em cảm thấy em rất hạnh phúc khi em tham gia chương trình, vì em cảm thấy là mình mang lại được cái gì đó cho mọi người. Cho nên là nếu như có trợ lý MC hay gì đó thì các phần số sau thì em cũng hy vọng là mình cũng được tham gia cùng anh Tuấn Linh ạ. Dạ. Để mình có thể trao được những may mắn, hỗ trợ những cái sức lực của mình để mọi người có được những số tiền, những số vốn về trang trải cho cuộc sống của mình. Tôi xin chào máy ấm gia đình Việt. Tổng cộng ngày hôm nay các bạn nhận được 70 triệu đồng. Bạn đưa này cho em gái đi. Bảy mươi triệu đồng trao cho Vận và Doanh. Chúc các bạn thật nhiều may mắn. Thưa quý vị, hạnh phúc trọn vẹn, niềm vui, cảm xúc trọn vẹn có trong mái ấm gia đình Việt. Hãy ủng hộ chúng tôi để đem đến nhiều niềm vui hạnh phúc hơn nữa cho những mảnh đời khốn khó sau sợi dây dăng Covid đó. Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận những hạnh phúc lan tỏa. Hãy đến với chúng tôi để thấy rằng trong cuộc sống này có quá là nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Fashion Home đã đồng hành với chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, Quỳ Linh và tất cả anh em chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bây giờ thì xin mời cả nhà chúng ta sẽ đến ngân hàng để mở sổ tiết kiệm 70 triệu đồng. Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì Quỳnh Linh đang trên đường đến nhà của em Doanh. Nó con đường rất là vòng vèo, quý vị, từ ở ngoài quận 8 đi rất nhiều con hẻm sâu, mà gần như con hẻm xe máy cũng không lọt đâu quý vị. Và bây giờ chỉ còn chút xíu nữa thôi, chúng ta chỉ quẹo một cái ngõ, một ngách gì nữa thôi là tới nhà của em. Nào xin mời quý vị. Xin chào hai em. Doanh đúng không? Dạ Doanh. Doanh đây rồi. Dạ. Rồi mới tham gia chương trình xong thấy tinh thần sao rồi? Phấn chấn nhiều không? Phấn chấn vui nhiều. Phấn chấn hả? Dạ vui. Vui hả? Dạ. Rồi còn ai đây nữa? Dạ có anh hai, mình hai đi làm rồi. Nay công ty nhiều hàng quá, anh hai đi làm. Anh hai đi làm rồi hả? Dạ. Rồi cho chú thắp cái nhang cái. Dạ. Thắp nhang cho chưa? Thắp cái nhang cái chưa? Rồi hôm nay Quỳnh Linh tới thăm nhà ha, cầu mong anh chị phù hộ gia đình mạnh khỏe. Rồi ai ngủ dưới đây? Dạ con
con ngủ ở đây. Dạ. Doanh ngủ đâu? Dạ con ngủ trên lầu. Trên lầu hả? Dạ, ngủ với ai trên? Dạ con ngủ với anh Hai. Dạ. À để ngó cái trên lầu coi. Dạ, dạ. Rồi. Đây là phòng riêng của Doanh trên đây. Dạ, chỗ Doanh với lại anh Hai ngủ. Ừ. Ở đây là bởi sao rồi cái rạch hả? Dạ đúng rồi, cái đó ra sông luôn rồi chứ Linh. Cái ngoài đó là sông luôn. Dạ. Ừ. Tôn tiết này là mà mưa là nó dạ dột. Nó dột. Dạ. Đây lúc trước làm là đâu hơi còn chưa đủ tiền để gắn mấy tôn đồ á. Bởi vậy chắn cái tủ đỡ. Trời ơi. Ở đây là trưa này nóng lắm á. Dạ. Ừ. Đây mình thờ cúng rồi cẩn thận nha. Dạ. Điện này kia của ba mẹ lúc trước thờ, giờ ba mẹ mất hết rồi nên tụi con phải mình có thắp nhang, của thắp nhang điện hay gì đó. Dạ. Nó lúc mà đi ra khỏi nhà phải cúp điện, cúp máy này kia. Dạ. Bởi đây nó nóng nước nó nguy hiểm lắm. Dạ. À cái nhà này nó nghiêng về phía bên đây rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi đó. Đây. Nó nghiêng gì đây? Nhưng thật ra cái nhà này giờ sửa cũng chưa chắc được. Dạ. Nào hôm mới hôm kia, hôm 3-4 bữa hình như là bên quận người ta mới xuống người ta coi. Ừ. Dạ, để người ta hỗ trợ. Ừ, hỗ trợ đúng không? Dạ. Cái nhà nó nghiêng về phía rạch nè, sông nè. Dạ. Được rồi, thì chắc này mình phải nhờ chính quyền hỗ trợ để sửa lại sao chứ. Dạ. Thế này là mưa gió nó tạt vô nè. Dạ. Hả? Dạ. Rồi. Xuống đây nào. Rồi, thay mặt cho chương trình máy ấm gia đình Việt, mong rằng sắp tới tôi còn có một máy ấm. Dạ. Thật sự là nó ấm áp. Rồi, chúc mấy con mọi điều tốt đẹp nha. Dạ, cảm ơn. Nào, chàng trai của tôi nha. Cố gắng lên. Đây, chàng trai tôi cố gắng lên nha. Còn là con trai của mình khỏe lên nha. Rồi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã hết thời gian phát sóng của máy ấm gia đình Việt. Nhân vật ngày hôm nay đó là anh Vận và em Doanh. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn quý vị. Thật ra là khó khăn này nó chồng chất khó khăn kia, chứ tôi cứ cố gắng nỗ lực làm sao có thể hỗ trợ các em một phần nào đó để các em có thể có thêm niềm tin trong cuộc sống này. Khó lắm quý vị ha, quan trọng là căn nhà làm sao để tốt cho các em, điều đó Quy Linh lo lắng nhất. Còn bây giờ thì Quy Linh phải tạm biệt quý vị thôi. Máy ấm gia đình Việt sẽ gặp lại quý vị vào chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.